Giang Cún Store chuyên sửa chữa, buôn bán iPhone bao giá rẻ nhất thị trường, dán cường lực miễn phí, ép kính, thay pin iPhone chỉ từ 150.000, ốp lưng cực chất chỉ từ 30.000. Địa chỉ 193 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội. Xin chào anh em đã quay trở lại. Như đã biết thì cách đây vài ngày, hãng điện thoại Vsmart của Việt Nam đã tung ra mẫu máy rẻ mới nhất mang tên là Star 4. Và điểm thú vị nhất của chiếc máy này chính là phần cứng xử lý, khi đây là chiếc điện thoại đầu tiên của người Việt và cũng là chiếc điện thoại rất hiếm hoi được trang bị con chip xử lý Helio P35 của MediaTek. Thực tế mà nói thì Helio P35 hoàn toàn không phải là một con chip mới. Nó là một bộ xử lý đã 2 năm tuổi. Và chiếc điện thoại đầu tiên tích hợp con chip này là chiếc Xiaomi Mi Play, cũng ra đời cách đây 2 năm rồi. Một điểm đáng chú ý là trong khi chiếc Vsmart Star 4 được đánh giá khá cao cho phân khúc, thì người anh em ra xa xứ Xiaomi Mi Play khi ra mắt lại hoàn toàn không được đánh giá cao, nếu không muốn nói là một thất bại của Xiaomi khi đó. Và khá thú vị là hiện tại bàn review của mình cũng có một mẫu Mi Play. À mà nhân tiện thì anh em cũng có thể ngó qua kho thanh lý của bọn mình hoặc là một số deal giảm giá bên dưới từ mấy anh em nước ngoài để xem có xúc được gì hay ho không. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn lại nhanh con hàng này để xem vì sao mà nó lại thất bại và bài học dành cho người đi sau là chiếc Vsmart Star 4 sẽ là thế nào. Về cơ bản, chiếc Xiaomi Mi Play được ra mắt đã được định hình ngay là một sản phẩm thuộc phân khúc tầm trung với mức giá chỉ từ 160 đô, tức loanh quanh là 4 triệu. Thì ban đầu nhiều người đã tưởng rằng chiếc máy này là một sản phẩm chuyên chơi game giá rẻ vì có chiếc Play mà lại. Tuy nhiên, thực tế mà nói thì đây là một cú lừa ngoạn mục từ Xiaomi, bởi chiếc Play mà họ muốn nhắc đến chẳng qua là để quảng cáo cho chiếc SIM dữ liệu được bán kèm chiếc máy này mà thôi. Cụ thể, chiếc SIM bán kèm con máy này được tặng 10GB dữ liệu 4G mỗi tháng trong vòng 12 tháng, trị giá khoảng 2,8 đến 4,3 triệu đồng từ nhà mạng. Chính vì vậy mà chiếc Mi Play thực chất là một chiếc máy khá hấp dẫn dành cho người dùng Trung Quốc để vào mạng chơi game hay là xem video Full HD khá ổn áp. Rất tiếc, chương trình này không áp dụng tại bất kỳ quốc gia nào khác. Nhưng ngay cả như vậy thì bản thân người dùng Trung Quốc cũng chẳng hề hứng thú với việc Xiaomi đi bán SIM cả. Bởi cái họ muốn là khi nhắc đến Xiaomi thì phải nói đến một thương hiệu biết phá giá cấu hình để bán cho người dùng những con máy đời cao với giá bèo. Còn chiếc Mi Play thì đơn giản là chưa thể đáp ứng những tiêu chí này. Điểm nhanh lại một chút về tất tần tật các thứ có trên chiếc Mi Play này thì như sau. Về thiết kế, điểm nổi bật của chiếc Mi Play là các chi tiết thiết kế được chăm chút hơn so với dòng Redmi. Máy có thiết kế mặt lưng bóng bẩy trong khi Redmi là kính và nhựa. Xiaomi Mi Play có màn hình là 5,84 inch, độ phân giải Full HD cộng 2280x1080px và chạy theo xu hướng màn hình giọt nước giống một số model của Oppo và Vivo. Việc được trang bị màn hình 5,84 inch giúp cho con máy này có kích thước khá là nhỏ nhắn, tương đương với một chiếc iPhone X hay chính xác thì giống với một người anh em Mi A2 Lite ngoại trừ cái tai thỏ. Và cả hai đều sử dụng chất liệu nhựa làm chủ đạo cho lớp vỏ bên ngoài, kể cả mặt lưng, nên thành thực mà nói nó nhìn là trông khá rẻ tiền, không sang trọng dù nhà sản xuất có cố gắng làm bóng bẩy hết sức có thể. Về cấu hình xử lý, như đã đề cập với anh em ở đầu thì chiếc Mi Play được trang bị con chip là Helio P35, khiến cho không ít anh em game thủ của những năm 2018 phải vỡ mộng vì trước đó đã có nhiều tin đồn cho rằng Xiaomi đang ấp ủ một chiếc smartphone chạy chip Helio P70 hoặc P90. Nhưng chiếc Mi Play thì đơn giản chỉ là không có được sự đáp ứng như vậy. Các chi tiết khác về cấu hình của máy thì vẫn khá ổn, như là màn hình Full HD cộng cho khả năng hiển thị khá tốt, RAM 4GB, camera kép 12MP cộng 2MP cho chất lượng ảnh chụp tạm được nhờ hỗ trợ thêm chống rung điện tử cùng một số tính năng AI. Camera trước của máy có độ phân giải là 8MP, hỗ trợ HDR và công nghệ nhận dạng khuôn mặt. Con máy này thì được tích hợp quả pin là 3000mAh và cổng sạc micro USB lỗi thời cho khả năng sử dụng tương đối trong một ngày. Cùng phần mềm được hỗ trợ lên cao nhất là Android 8 với giao diện MIUI 11, cũng gọi là có chút an ủi về việc đem con bỏ chợ không nâng cấp hệ điều hành của Xiaomi. Ít ra thì sử dụng hệ điều hành này ở thời điểm bây giờ vẫn chưa phải quá lỗi thời. Bây giờ chúng ta sẽ nói sâu hơn về chip Helio P35 này. Về cơ bản thì anh em có thể hiểu là một bản cập nhật của con chip huyền thoại MT6750 trên con điện thoại Oppo F1S của sếp từ ngày xưa rồi, nhưng được nâng cấp dây chuyền lên khá đáng kể. Cụ thể thì Helio P35 bao gồm 8 nhân Cortex A53 chia làm 2 cúp 4 nhân xung nhịp từ 1,5 GHz và cao nhất là 2,3 GHz ở chế độ turbo. Điểm tốt là các nhân xử lý mới đều được sản xuất trên quy trình là 12 nanomet thay vì là 28 nanomet khởi điểm, nên sẽ giúp cho con chip vận hành mát mẻ và đỡ nóng hơn nhiều so với con MT6750. Về năng lực đồ họa thì MediaTek Helio P35 là con chip tiếp theo sử dụng nhân đồ họa PowerVR GE8320, cũng là một nhân đồ họa cấp thấp được tìm thấy trên một số con chip giá rẻ như là Helio P22 hay là Helio A22.
Nhân đồ họa này được thiết kế trên quy trình 20 nanomet. Nó hoạt động mặc định ở xung nhịp là 650 MHz, nhưng trên Helio P35 đã được ép xung một chút lên 680 MHz. Thực tế, nhân đồ họa VRGE8320 đã được chứng minh là một con chip đồ họa cấp thấp và không hiệu quả lắm trong việc là chiến các tựa game có đồ họa cao, mà bạn sẽ phải giảm đồ họa xuống mức thấp hơn thì mới chơi ổn định được. Tuy nhiên, bù lại, MediaTek đã trang bị thêm công nghệ Dual Turbo, giúp nó có điểm AnTuTu cao hơn cả Snapdragon 625 của Qualcomm. Và thực tế là ngay trong thử nghiệm chơi game của mình với chiếc Mi Play cũng đã cho thấy một bất ngờ khá thú vị là chiếc máy này có thể chơi game ngon lành hơn cả Snapdragon 625 anh em ạ. Với các trò chơi phổ biến hiện nay như là PUBG hay là Liên Quân thì con chip Helio P35 có thể chạy phà phà với khung hình rất ổn, đủ để thấy mượt ở mức thiết lập đồ họa từ trung bình xuống thấp. Trong khi đó thì chiếc Snapdragon 625 bây giờ chắc chỉ cho vào viện bảo tàng là được rồi. Khả năng tản nhiệt của chiếc Mi Play cũng không đến nỗi nào, do có vỏ nhựa nên là dù đo nhiệt độ CPU lên 40 độ nhưng máy cũng chỉ hơi ấm lên một chút, chứ không đến mức nóng bỏng tay như mấy con khung kim loại. Nói tóm lại thì chiếc Xiaomi Mi Play theo những cái nhìn lại của mình thì thực sự đây là một con máy khá là ngớ ngẩn. Nó chết bởi vì chính sách quảng cáo khá sai lầm của công ty mẹ khi gây hiểu lầm cho mọi người rằng đây là một con gaming phone giá rẻ, nhưng thực tế là rẻ do được bán kèm sim data mà thôi. Còn nếu nhìn như một chiếc điện thoại bình thường thì thực sự màn thể hiện của con Mi Play cũng không hề tệ đâu anh em nhá. Và vậy thôi, vừa rồi thì là những chia sẻ cũng như là đánh giá của mình về chiếc Xiaomi Mi Play. Anh em nếu có bất kỳ ý kiến gì thì hãy để lại comment ở bên dưới nhá. Cũng đừng quên là hãy bấm like và subscribe thật nhiều để ủng hộ cho kênh. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.